Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhóm Đông Âu tại Techcombank và vết nhơ khác. Chủ tịch hội đồng quản trị của Techcombank là ông Hồ Hùng Anh. Ông Hùng Anh làm chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank từ tháng 5 năm 2008 cho đến nay. Ông bắt đầu tham gia quản trị ngân hàng từ năm 2004 và trước đó có kinh nghiệm quản trị nhiều năm tại các tổ chức lớn, trong đó có tập đoàn Mansan. Ông này đã tốt nghiệp kỹ sư điện kỹ thuật tại trường Đại học Bách khoa Kiev, Ukraine và là thạc sĩ quản trị nguồn gốc nhân lực của Đại học Giao thông Đường bộ Moscow, Liên bang Nga. Đây là hình ảnh vết nhơ của Mansan. Người tiếp theo là ông Nguyễn Đăng Quang, là phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị Techcombank từ tháng 4 năm 2016 cho đến nay. Trước đó, ông Quang đóng vai trò thành viên Hội đồng quản trị Techcombank từ tháng 5 năm 2014 cho đến tháng 3 năm 2016 và là phó chủ tịch thứ nhất vào tháng 5 năm 2008 cho đến tháng 4 năm 2014. Trước khi tham gia hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đăng Quang đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành và quản trị ở nhiều vị trí khác nhau tại Techcombank từ năm 1995, cũng như với tư cách là thành viên hội đồng quản trị tại tập đoàn Mansan. Ông này tốt nghiệp tiến sĩ khoa học công nghệ tại Học viện Khoa học Quốc gia Belarus và thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA của Đại học Kinh tế Nga. Hai người này gắn bó với nhau như hình với bóng. Có thể nói, hai người này nắm phần hồn của Mansan và Techcombank. Nói về Mansan thì tập đoàn này đã để lại nhiều vết nhơ với xã hội. Họ dùng phương pháp cạnh tranh bẩn để đánh chết những doanh nghiệp chân chính. Trong đó hai lần họ đã ra tay rất nặng. Đó là vào năm 2007, lần đầu tiên họ dùng truyền thông để thổi phồng sự nguy hiểm của 3MCBD để dìm chết hàng loạt doanh nghiệp nước tương truyền thống. Trong khi đó, bằng chứng về 3MCBD gây ung thư chỉ được Cục Quản lý Dược phẩm Hoa Kỳ FDA khuyến cáo chứ không cấm. Lần thứ nhì vào năm 2016, họ lập lờ lãnh lận con đen về sự độc hại của arsen hữu cơ và arsen vô cơ để đánh chết nước mắm truyền thống. Họ dùng báo chí bất lương gây hoang mang trong dân chúng, sau đó họ tung ra nước mắm công nghiệp làm bằng hóa chất của họ để quảng bá rằng nước mắm của họ an toàn. Cuối cùng, nhờ những nhà khoa học chân chính lên tiếng bảo vệ cho nước mắm truyền thống, mà sự việc đã phải chìm xuống. Đây là hình ảnh ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank. Mansan thực sự là một doanh nghiệp bất lương đang chiếm thị phần rất lớn. Doanh nghiệp này là xác, chủ doanh nghiệp là hồn. Có thể hồn của Mansan và Techcombank chính là hai tỷ phú Đông Âu Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh. Những gì Techcombank và Mansan làm là cách làm ăn của hai vị tỷ phú kia. Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh là hai tỷ phú trong danh sách Forbes của thế giới. Hiện nay hai ông này cũng đang nắm Techcombank, và cách xử lý của Techcombank với khách hàng bị móc túi cho thấy ngân hàng này không có thiện chí làm rõ vấn đề. Là khách hàng sai hay ngân hàng sai, khách hàng sai thì bằng đưa ra cũng không hề có. Cô Hoa hậu Oanh Lê cũng đã phản ánh lên ngân hàng nhà nước về cách làm ăn của Techcombank. Phía ngân hàng nhà nước cũng thoái thác vô trách nhiệm. Ngân hàng nhà nước là cơ quan điều hành hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, nhưng cuối cùng họ cũng không rõ ràng trong vấn đề xử lý. Ít nhất nếu là vi phạm xử lý của họ thì họ phải cho khách hàng biết, còn là phạm vi xử lý của cơ quan điều tra thì họ cũng phải có câu trả lời. Nhưng hiện nay họ lại đun đẩy và nạn nhân không biết kêu réo đến ai nữa đây. Đây là hình ảnh Nguyễn Đăng Quang, phó chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank. Để khách hàng bị móc tiền trong tài khoản là một sai phạm rất nghiêm trọng của ngân hàng. Nếu Techcombank không chịu làm rõ trắng đen thì người dân Việt Nam cũng nên cân nhắc việc sử dụng dịch vụ của ngân hàng này. Nếu ngân hàng không có thiện chí thì khách hàng là nhân viên của họ khó mà đấu lại, vì họ có tiền và rất nhiều quan hệ cấp trung ương đến địa phương. Khách hàng đúng hay ngân hàng chịu đúng chưa thể biết vì chưa có sự phân xử nào từ phía chính quyền. Mặc dù vậy, qua thái độ của ngân hàng ứng xử với sự cố, mọi người cũng nên cân nhắc khi tìm đến dịch vụ của hai ông tỷ phú Đông Âu là Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d với bản tin nhóm Đăng Âu tại Techcombank và vết nhơ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 20 tháng 11 và một vài suy ngẫm về nghề giáo. Người Việt Nam ai cũng quen thuộc với ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo của Việt Nam. Vào ngày này, khắp nơi trên cả nước đều rộn ràng không khí lễ hội. Tất cả các ngôi trường đều tổ chức lễ chào mừng các vị lãnh đạo cấp đến thăm, phát biểu những lời có cánh về nghề giáo và tặng hoa chúc mừng. Phụ huynh, học sinh chuẩn bị những món quà dành cho những người thầy. Đây là hình ảnh học sinh tặng hoa cho cô giáo như ngày 20 tháng 11. Nhưng đằng sau những ánh hào quang mỗi năm, chỉ có một lần này thì lại vô vàn những vấn nạn, những thứ quái thai đang ngày một sinh sôi, phát triển trên giảng đường. Cả giáo viên và học sinh đều phải chịu những áp lực vô cùng lớn và cực kỳ vô lý, rồi tất cả cùng gây áp lực lại cho nhau trong một môi trường thầy không ra thầy, trò không ra trò. Áp lực này lớn đến nỗi mỗi năm có đến hàng ngàn giáo viên phải bỏ việc. Áp lực lớn thứ nhất là bệnh thành tích. Đây là căn bệnh chung của thể chế cộng sản chứ không riêng gì của ngành giáo dục. Chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn muốn thể hiện chế độ của họ là ưu việt, là đỉnh cao, nên họ luôn vẽ ra những hình ảnh, những con số đẹp đẽ mà xã hội tự do không bao giờ có được. Với ngành giáo dục, căn bệnh này là nguyên nhân gây ra một loạt những vấn nạn học đường. Nó làm cả xã hội trở nên méo mó, mệt mỏi. Nó tạo ra những thế hệ khiếm khuyết về kiến thức, năng lực, tinh thần và thể chất. Vì căn bệnh này, giáo viên buộc phải ứng trước các chỉ tiêu của ngành, của trường như tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh lên lớp, v.v. Nếu không đạt, giáo viên sẽ bị cắt thi đua, khen thưởng, thậm chí còn bị kỷ luật. Và để đạt được thành tích, giáo viên lại chút áp lực lên học sinh. Câu chuyện nhiều giáo viên lên lớp dành thời gian để giáo huấn, để dạy dỗ học sinh nhiều hơn đã trở nên rất phổ biến. Thậm chí việc phạt đánh học sinh cũng không phải là cá biệt trong ngành này. Rồi thì bạo lực lại đàn áp trả bằng bạo lực, từ đó dẫn đến tình trạng giáo viên bạo lực học sinh bạo lực học sinh, rồi học sinh lại bạo lực trở lại giáo viên, và phụ huynh bạo lực giáo viên v.v. Nó tạo thành một mớ bát nháo bên trong và cả bên ngoài cánh cổng của nhà trường. Chuyện giáo viên bị đánh, bị tấn công đã xảy ra rất nhiều nơi. Nhà giáo không còn được xã hội coi trọng nữa. Nhiều nhà giáo đã nhận xét rằng nghề giáo đã trở thành một nghề nguy hiểm. Đây là hình ảnh một cô giáo tát học sinh trong giờ học. Trong xu hướng ngành tham nhũng, ngành giáo dục cũng không thoát khỏi dính chàm. Những khoản tiền thu ngày càng tăng của nhà trường đã buộc giáo viên trở thành những người đi đòi nợ thuê. Từ đó, người giáo viên không còn nhận được sự tôn kính của học sinh và phụ huynh nữa. Những tai nạn nghề nghiệp của nhà giáo thì khá nhiều, có thể kể đến như bị học sinh đặt điều nói xấu, gặp phải học sinh bất cần thích chọc giận cô giáo, gặp phụ huynh cá biệt bất cần đưa lên Facebook, v.v. Cảm thán về thực trạng của ngành giáo dục hiện nay, nhà giáo Nguyễn Anh Tú thì cho rằng điều bất nhẫn lớn nhất trong nghề giáo là người ta đã lờ đi rất nhiều các giá trị tinh thần của nghề nghiệp để lấy ít tiền bạc, lợi ích hoặc quyền lực mà ra ném vào mặt nhau. Những vấn nạn của nghề giáo Việt Nam ngày càng nhiều và ngày càng trầm trọng hơn, không thể kể hết được. Nhưng cái gốc của vấn đề là nằm ở giáo dục, định hướng, áp đặt và độc tài của thể chế này. Muốn giải quyết được tận gốc vấn đề này, chế độ cần chấp nhận một nền giáo dục dân chủ, khai phóng và nhân bản. Một nền giáo dục mà người thầy chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy của mình và người trò được quyền tự do lựa chọn, học những điều mình muốn. Cả thầy và trò đều được tự do tiếp cận với những quan điểm đa chiều, những luồng dân chủ tư tưởng dân chủ của nhân loại. Đây là hình ảnh một trường đại học ở Phần Lan, nơi có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới. Bộ Giáo dục đã rất nhiều lần cải cách chương trình giáo dục để mong đạt đến những nền giáo dục tiên tiến. Nhưng khổ nỗi càng cải cách thì lại càng tệ hại, càng xa lầy. Chỉ khổ cho các thế hệ đã học sinh bị buộc phải học trở thành những con chuột bạch. Khi đó, Hàn Quốc hay Nhật Bản lại có những cuộc cải cách rất nhẹ nhàng và đưa nền giáo dục của họ tiệm cận với phương Tây. Bởi nguyên lý thì rất đơn giản, cứ cho phép tự do học thuật thì tự khắc sẽ khắc phục được những khiếm khuyết này. Còn nhớ ngày 20 tháng 11 có tên gọi ban đầu là ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.
Tên gọi này gắn liền với bản hiến chương các nhà giáo do Liên Hợp Quốc và Công giáo Đoàn viên thông qua vào năm 1949. Bản hiến chương này gồm có 15 chương nhằm xây dựng một nền giáo dục, trong đó bảo vệ những quyền lợi về tinh thần và vật chất của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo, đấu tranh chống lại các quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản dân chủ, phản khoa học, nhằm xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học hơn. Nay nhìn lại, ngành giáo dục Việt Nam đã đi ngược lại tất cả tinh thần của bản hiến chương các nhà giáo này. Vậy, việc tổ chức kỷ niệm ngày 20 tháng 11 có còn ý nghĩa nữa hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin 20 tháng 11 và vài suy ngẫm về nghề giáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.